Như chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp cho công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Và như thường lệ, để mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cà Phê Điểm Tin. Lễ công bố ngày hội tuyển dụng 4.0 The Next Ocean Intech 2022 đã diễn ra với chủ đề Chinh phục công nghệ, kiến tạo tương lai, quy tụ khoảng 120 khách mời đến từ Hội Tin học Việt Nam và các hội tin học thành viên, đại diện các trường, viện đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đại diện các tập đoàn, hãng và doanh nghiệp công nghệ. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra hai buổi tọa đàm là xu hướng công nghệ blockchain tại Việt Nam và nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tại Việt Nam và kết nối. Đây là nơi làm rõ các vấn đề về kết nối nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tại Việt Nam và phân tích thực trạng, dự báo xu hướng ứng dụng blockchain trong tương lai. Ngày hội tuyển dụng sẽ được diễn ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Việt Nam và khu công viên phần mềm Quang Trung. Triển lãm thiết bị nghe nhạc cao cấp Việt Nam High End Show 2022 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn hơn, tập hợp hơn 20 không gian trải nghiệm đến từ các thương hiệu âm thanh high end nổi tiếng. Tâm điểm của sự kiện lần này là siêu loa Dalicor. Tại phòng nghe của nhà phân phối The Expert Group, flagship thế hệ mới của Dali, thương hiệu quốc bảo Hi-Fi Đan Mạch, là một cặp loa cực kỳ đặc biệt với 3 1/2 + 1/2 đường tiếng, từ cổ bass kép, twitter kép. Mỗi thùng loa nặng đến 148 kg, mang đến không gian âm nhạc như sân khấu live thực thụ. Đây cũng là siêu loa top 11 sản phẩm tốt nhất tại Munich High End Show 2022 và đã đoạt giải loa cao cấp tốt nhất 2022-2023 Rose Award không lâu sau khi ra mắt. Cùng lúc, dòng Oberon của Dali cũng thông báo nhận được giải thưởng bộ loa xem phim tốt nhất 4 năm liên tiếp. Dalicor được phối ghép cùng với S-Series, dòng sản phẩm kỷ niệm 50 năm thành lập của thương hiệu Ampli bán chạy nhất Anh Quốc, Cambridge Audio. Nhà phân phối The Expert Group còn có vòng nghe thứ hai kết hợp giữa các hệ thống loa và sub của SVS, thương hiệu loa siêu trầm hàng đầu thế giới với các thiết bị nổi tiếng của Cambridge như CX-Series và Evo 150. Solar PV Show Việt Nam 2022 đã chính thức được tổ chức, mang đến không gian giao lưu và kết nối kinh doanh hàng đầu giữa các bên liên quan trong chuỗi điện mặt trời quốc gia của chúng ta. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 8.000 khách tham quan, các doanh nghiệp lớn, nhà sản xuất, hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ. Tham gia tại triển lãm, công ty Solid đã giới thiệu bộ biến tần lưu trữ năng lượng Hybrid 3-6kW thân thiện với lưới điện, hiệu suất cao, thời gian đáp ứng nhanh, độ an toàn cao và tổn thất thấp để giảm chi phí năng lượng và mang lại lợi tức đầu tư cao hơn cho khách hàng ở Việt Nam. Ngoài ra, hai mô đồ bán chạy nhất là Solid 100-125kW 3V và Solid 100-125kW EXV 5G 3V do công ty Solid mang đến, cả hai đều là biến tần 3V. Trong tương lai, Solid sẽ tiếp tục theo đuổi tầm nhìn của công ty về phát triển công nghệ để cung cấp năng lượng sạch cho thế giới. Với sự đổi mới công nghệ là động lực cốt lõi để cung cấp các sản phẩm và giải pháp tốt hơn cho khách hàng trên toàn thế giới, đồng thời tiếp tục nỗ lực để khẳng định về phát triển năng lượng xanh để tuân thủ mục tiêu trung tính carbon. Trong khuôn khổ triển lãm High End Show 2022, để tạo cơ hội cho các tín đồ audiophile tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh được dịp tận hưởng chất lượng âm thanh sống động, chân thực từ các sản phẩm loa Ultra High End, Thanh Tùng Audio đã trưng bày toàn bộ các sản phẩm mới nhất trong năm 2022-2023. Đặc biệt là những dòng sản phẩm ultra high end đỉnh đám hiện nay của thương hiệu Go Moon. Với cái tình cảm với cái thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thành phố mà có cái lượng audio file có lẽ là đông nhất cả nước, chúng tôi rất là trân trọng để gửi tới cái show này, một cái show mà theo mình nghĩ là rất chuyên đề và một cái sự nỗ lực của Thanh Tùng Audio cũng như Phong Audio trong cái việc mà đưa cho ra những cái sản phẩm mà rất là tập trung, cũng như là lần đầu tiên đưa ra cái show này là cái Power Goldman 5500 Next Gen, phải nói là một cặp power hùng vĩ nhất bây giờ của thế giới high end thì cũng đã có ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái triển lãm này. Tại triển lãm, Thanh Tùng Audio đã mang đến loa Prana, loa Logos Tower. Nổi bật chính là bộ khuếch đại công suất âm thanh Goldman Telos 5500 Next Gen với mức giá hơn 13 tỷ đồng. Đây cũng là bộ mono power âm có công suất đầu ra xếp vào hạng lớn nhất hiện nay trong việc phối ghép với những hệ thống siêu loa lớn, đảm bảo việc kiểm soát được âm thanh đạt chất lượng cao và trải nghiệm chuẩn lai cho người dùng.
Nhưng mọi người cũng biết khi thực hiện các thủ tục hành chính, chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để chuẩn bị các giấy tờ. Và các công đoạn này cũng rất là rườm rà mọi người à. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ rất dễ làm mất cái giấy tờ này. Và chưa kể là còn sai cả quy trình nữa. Và đồng thời sau hơn 15 năm vận hành thì hệ thống thông tin một cửa điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Ta-dan. Người dân và các tổ chức giờ đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần truy cập vào một cổng thông tin duy nhất, đó chính là dịchvucong.hochiminhcity.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính, giúp dễ dàng theo dõi, giám sát một cách công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ thủ tục, đánh giá kết quả xử lý cũng như gửi các phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, chẳng hạn như đăng ký giấy khai sinh, giấy phép lái xe, đăng ký kết hôn. Và hệ thống này sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục các loại hình thủ tục hành chính khác nhau từ hôm nay cho đến hết ngày 29 tháng 12. Người dân, các tổ chức có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ thông qua các kênh như website, màn hình cảm ứng tra cứu, tin nhắn điện thoại. Mỗi người dân chỉ cần dùng một tài khoản định danh là đã có thể sử dụng được các dịch vụ công trực tuyến này. Vậy thì làm sao để có thể đăng ký được tài khoản định danh trên hệ thống này? Hiện tại chúng ta sẽ có 2 cách. Cách đầu tiên, mọi người có thể đăng ký trực tiếp trên website của hệ thống. Tuy nhiên, để mà đăng ký trực tiếp được, mọi người cần phải làm một bước đầu tiên, đó chính là đăng ký SIM chính chủ. Vậy thì SIM chính chủ là gì? Đó chính là chúng ta sẽ làm một thủ tục để xác nhận rằng SIM điện thoại mà bạn đang sử dụng trùng khớp với số điện thoại mà bạn đăng ký khi mà làm căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Và sau khi đã đăng ký SIM chính chủ thành công, chúng ta sẽ dùng số điện thoại đó kèm với lại số căn cước công dân hoặc là số chứng minh nhân dân của mình để mà đăng ký tài khoản định danh trên hệ thống nha. Và cách thứ hai, cách này sau khi trải nghiệm xong thì mình thấy nó sẽ nhanh chóng cũng như là đỡ bị lỗi hơn, đó chính là mọi người sẽ sử dụng tài khoản VNEID để đăng ký tài khoản định danh trên hệ thống. Cụ thể, mọi người chỉ cần tải ứng dụng VNEID về điện thoại, sau đó chúng ta sẽ tạo tài khoản VNEID và tiếp tục dùng tài khoản đó để đăng ký tài khoản định danh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Và một điểm mình cần lưu ý đó chính là khi mà mọi người tạo tài khoản VNEID, mọi người phải cập nhật đầy đủ các thông tin từ thông tin lưu trú nè, hồ sơ sức khỏe và an sinh xã hội để tài khoản của mọi người đạt tiêu chuẩn thì chúng ta mới có thể đăng ký được tài khoản định danh trên hệ thống nha. Và hiện tại thì hệ thống có thể sử dụng trực tiếp trên website hoặc mọi người có thể tải ứng dụng dịch vụ công thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai nền tảng là App Store và CH Play về điện thoại là đã có thể sử dụng được rồi nhé. Và khi sử dụng hệ thống này, chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề về giấy tờ, thông tin cá nhân cũng như là các tổ chức cũng sẽ được bảo mật tốt hơn. Và Linh thấy việc triển khai hệ thống này nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện được mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đảm bảo được tính minh bạch, công khai trong quá trình giải quyết những vấn đề cho người dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với MC Y Nhi quý vị nhé. Và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian một chút đến với cái hẹn cà phê vào lúc 1 giờ sáng cùng với chuyên mục Night to Shine. Và ngày hôm nay nhân vật của chúng ta sẽ là cha đẻ của rất nhiều những bộ phim gặt hái khá là nhiều những kết quả ấn tượng trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Đã có một cái thông báo ngay từ đầu luôn là 18 cộng, nhưng mà ở nhà vẫn xem. Đúng rồi, cứ mỗi buổi chiều mình làm về sớm ở dưới quê nha, là thấy con nít cầm nắp nồi cầm đạn ná hỏi đâu vậy đi bắt ma, phun ra cái hàm răng lìa ra lấy cái lưỡi nảy vô cho nó gắn trở lại. Thôi con đưa đi về nha, hơi mệt cho mọi người. Là một thế giới được hình thành bởi niềm tin của con người. Linh tại ngã bất à, những thủ pháp có đúng hay không cũng sẽ xuất phát từ chính niềm tin của bản thân. Ôi cứu tôi. Huỳnh Lập, cái tên đại diện cho một nguồn năng lượng sáng tạo bất tận khi không ngừng cho ra đời hàng loạt những sản phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số. Bắt đầu từ việc sáng tạo những nội dung hài độc lạ trên nền tảng YouTube, Huỳnh Lập đã mạnh dạn trải nghiệm và thành công với các chuỗi phim web drama và cả thị trường phim điện ảnh. Đặc biệt với thể loại phim linh dị, thể loại khiến công chúng không ngừng bất ngờ với cái tên Huỳnh Lập.
hành trình để mà một dạng là một YouTuber đi, một diễn viên trẻ có những cái clip vui vui nho nhỏ trên YouTube cho đến hiện tại một diễn viên, một đạo diễn, mình gặp cái hành trình đó khiến cho Lập nhớ gì nhất? Có quá nhiều cái để nhớ đi. Thì Lập sẽ tổng kết sơ sơ ha, sơ sơ những cái cột mốc. Thì mọi người cũng đã biết rằng là cái khoảng thời gian đầu mà Lập tiếp cận với tất cả mọi người là trong nhóm Giam TV, là lúc đó được tạm gọi là YouTuber, tức là chỉ hoạt động trên lĩnh vực YouTube thôi, và mình làm với những gì mình thích thôi, chứ hoàn toàn không có gì là chuyên nghiệp hay chuyên môn cả. Cho đến khi mà mình đạt quán quân của một chương trình của Xuyên Việt thì mình bắt đầu mới thật sự đi trên con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Đó là cột mốc thứ hai. Và cái cột mốc thứ ba là mình đánh dấu trong mắt khán giả là một diễn viên độc lập, chứ không còn dính tới nhóm Giam TV nữa, để mình có thể là đi trên cái con đường chuyên nghiệp của mình. Và cái sản phẩm Tấm Cám Chuyện mình Lập kể đã ra đời. Đây có poster ở đây. Và cái thứ tư là nó là cột mốc về parody, là Lập sẽ tìm những cái mới ở Việt Nam trong khoảng thời gian đó, đó là thể loại parody. Và Lập đã làm cái parody Em Gái Mưa, và sau đó là parody Duyên Mình Lỡ, đây poster Duyên Mình Lỡ sau lưng đây. Rồi sau cái parody đó là Lập sẽ bắt đầu tìm cái mới nữa, là mình sẽ nghĩ là chắc mình làm web drama. Web drama là một cái cụm từ rất là nổi tiếng ở thị trường phim Hàn Quốc, nhưng mà lúc bấy giờ ở Việt Nam vẫn chưa được thịnh hành, nên mình sẽ cố gắng làm rõ nét cái thể loại web drama hơn, và từ đó À Chết Chia Tay ra đời. Và khi mà mình làm cái web drama xong được khoảng thời gian là 8 tập đó rồi á, thì mình thấy là mình cần một cái phát triển hơn, và cái này mình sẽ thách thức bản thân mình, là mình sẽ phát triển thành cái Pháp Sư Mù đó, và bộ phim điện ảnh Pháp Sư Mù được ra đời. Và sau khi cái Pháp Sư Mù đó rồi, mình phải cố gắng tìm một cái gì đó thách thức mình nữa. Thì web drama thì mình cũng đã làm rồi, điện ảnh thì mình cũng đã làm rồi, thì bây giờ mình sẽ phải chinh phục với một cái môi trường nào nữa đây. Thì mình nghĩ rằng là chắc là mình sẽ tìm một cái môi trường phát hành VOD, tức là một cái nền tảng xem phim chuyên nghiệp và có tiêu chuẩn. Còn YouTube là một môi trường tổng hợp nhiều nhiều cái lại, nhưng mà Lập muốn tìm một cái nền tảng nào đó nó thuần về phim hơn, để khán giả có thể xem một bộ phim đó một cách trọn vẹn hơn. Nên là Lập quyết định đầu tư vào cái kẻ độc hành này. Và kẻ độc hành này hiện tại bây giờ cũng đã đúng như mình mong muốn, là được phát trên một cái nền tảng xem phim chuẩn quốc tế. Sau khi mà mình đã có được một cái dấu mốc là thực hiện một bộ phim Việt Nam đầu tiên được một nền tảng chiếu phim quốc tế trực tuyến độc quyền phát hành, thì tiếp sau đây Lập nghĩ là Lập sẽ làm gì nữa nhỉ? Lập mong muốn là sẽ được làm một bộ phim original, tức là được đầu tư độc quyền từ cái nền tảng chiếu phim quốc tế luôn. Còn hiện tại là kẻ độc hành là được phát hành độc quyền thôi, chứ chưa là đầu tư độc quyền, chưa phải là original. Đó, thì cái đó là những cái bước tiếp theo để mình có thể trau dồi bản thân mình nhiều hơn. Vậy thì mình nghĩ đó là một cơ hội, nhưng mà đó cũng là một thách thức á. Trời ơi, rất lớn luôn rồi. Khi mà các nền tảng chiếu phim trực tuyến của nước ngoài họ bắt đầu tư vào cái sản phẩm của Lập đi, thì họ sẽ động tay động chân khá đúng là rồi, nhiều sẽ vào can thiệp rất là nhiều. Nhưng mà Lập nghĩ rằng là với sự can thiệp của những người có kinh nghiệm ở quốc tế thì chắc chắn đứa con tinh thần của mình cũng sẽ được phát triển nhiều hơn. Nó sẽ không gói gọn bởi những cái tư duy chủ quan của mình nữa, mà nó sẽ được rất là nhiều người giỏi nhúng tay vào để mà phát triển nó trở nên hoàn thiện hơn và hoàn hảo hơn. Vậy thì với những bạn trẻ mà rất là đam mê công việc sáng tạo, công việc làm phim, và cũng cơ bản là hiện tại có rất nhiều những bạn cũng có những cái xuất phát điểm rất giống đó, vậy thì điều gì sẽ là những cái trải nghiệm mà Lập muốn truyền tải đến các bạn nhiều nhất? Cố gắng không ngừng. Chính xác là cố gắng không ngừng. Mình có thể nhìn cái thành công của người khác để mình làm động lực, nhưng mình không lấy đó để trở nên tủi thân, chuyên nghiệp hơn, giỏi hơn, tinh tế hơn, và có nhiều cái để mang đến cho khán giả hơn. Thì là tự so sánh với mình thôi. Mình cứ nỗ lực không ngừng thì một ngày nào đó mình sẽ thực sự tỏa sáng, đúng không? Quá là nhân văn trong một cái kết. Và đến đây thì chắc là mình sẽ để Lập có thể quay trở lại với công việc của Lập rồi. Và rất là cảm ơn Lập đã dành thời gian cho Cà Phê Tech trong lúc 1 giờ sáng, lúc mà rất rất nhiều việc khác đang cần phải hoàn tất nữa. Cảm ơn Lập rất là nhiều. Cảm ơn Nhi rất là nhiều.
Mong rằng những nội dung vừa rồi đã mang đến cho quý vị một nguồn năng lượng tích cực trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Cà Phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ 55 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7 giờ 10 phút sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi qua fanpage và YouTube Cà Phê Tech để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.